lại có tướng đại nhân tên là mây âm thanh vang ra tất cả pháp giới dùng biển báu ma ni trên đàn tốt đẹp để tra nghiêm, tỏa ra lưới đại diệm đầy khắp pháp giới, trong đó âm thanh vi diệu diễn nói khắp thị hiện tất cả biển nghiệp của các chúng sinh, đó là 25. Lại có tướng đại nhân tên là mây bánh xe biến hóa chiếu khắp chư Phật, dùng mắt thanh tịnh của Như Lai để tra nghiêm, quang minh chiếu mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả hết thảy đồ tra nghiêm của chư Phật quá khứ vị Lai hiện tại, lại vang ra âm thanh vi diệu diễn diễn nói biện pháp rộng lớn không thả nghĩ bàn, đó là 26. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Chiếu Biển Phật, quang minh đó chiếu khắp tất cả thế giới, tận pháp giới không có chướng ngại, đều có như lai ngồi kiết già, đó là 27 lại có tướng đại nhân tên là mây bảo đăng phóng ra quang minh như lai rộng lớn chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới trong đó thị hiện khắp tất cả chư phật chư bồ tát và biển chúng sinh không thể nghĩ bàn đó là hai mươi tám lại có tướng đại nhân, tên là mây pháp giới không khác biệt, phóng ra quang minh như lai đại trí, chiếu khắp mười phương các cõi Phật, tất cả đạo tràng chúng hội Bồ Tát, vô lượng biển Pháp, trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông, lại vang ra diệu âm tùy thuận tâm ưa thích của các chúng sinh, mà diễn nói hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền khiến cho họ hồi hướng, đó là 29. Lại có tướng đại nhân tên là mây an trụ, chiếu khắp tất cả biển thế giới, phóng ra quang minh báu đẩy khắp tất cả hư không pháp giới, trong đó hiện khắp đạo tràng thanh tịnh vi diệu và thân tướng trang nghiêm của Phật Bồ Tát khiến cho người thấy đắc được không chỗ thấy, đó là mươi lại có tướng đại nhân, tên là mây tất cả báu thanh tịnh quang diệm, phóng ra vô lượng quang minh ma ni diệu báu thanh tịnh chư Phật Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả Pháp giới, trong đó hiện khắp các biển Bồ Tát, đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường đi đến mười phương tận cõi hư không tất cả lưới cõi, đó là ba mươi mốt lại có tướng đại nhân tên là mây trang nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới ở giữa dần dần lên cao dùng diêm phù đàn kim lưới nhân đà la để trang nghiêm phóng ra mây quang minh thanh tịnh đẩy khắp pháp giới niệm niệm thường hiện đạo tràng chúng hội chư phật bồ tát của tất cả thế giới đó là ba mươi hai Phật tử trên đảnh Như Lai có 32 tướng đại nhân như vậy dùng để trang nghiêm.